Dạ em chào quá khách. Dạ em chào tất cả bà con kênh LTK. Thì hôm nay thì em cũng có giao lưu với bà con một số là cây cảnh cũng như hoa giấy, đặc biệt là hoa giấy nha bà con, như là tím bóm gốc lớn và tím bóm gốc chung, về cẩm thạch bonsai mini và giấy ngũ sắc thì có một cốt, tàn dù và tàn tròn nha bà con. Tương đối nó cũng nhiều, với lại là em có giao lưu một số cây là đỏ tím lửa nha bà con, cam lửa ha. Với tím tiết. Nói chung đặc biệt là chủ yếu là giấy, nhưng mà mình cũng có đủ các loại giấy nha bà con ha. Lớn nhỏ đều có. Bắt đầu em giao lưu cái số 1 thì em sẽ đọc số điện thoại để mình tiện giao lưu nha bà con ha. Số điện thoại em là 0907 214139, đó cũng là số Zalo của em luôn ha. Đây bắt đầu mình giao lưu cái số 1 là cây bướm tím. Cây này là để nguyên chậu về ship cho bà con luôn nha bà con. Cây này nó mình về mình cứ để gì mình chơi thôi, tại cái chậu này mình cũng là mới vừa thay phân, nó không có còn phân rất là nhiều. Rễ nó chưa gây ra ăn hết đâu nha. Bắt đầu cái số 1 này, cây này chiều cao của nó, chiều cao từ cái mặt chậu này lên tới đây là 1 mét cho bà con ha. Rồi tán ngang của nó là 75. Và cái tổng hoành của nó là 82, nguyên cái bộ đế là 82, còn cái thân gốc của này là 32 nha bà con ha. Nguyên cái bộ đế này em đo này tổng qua cái cành bộ đế là 82, còn cái gốc trên này là 32. Cây này rất là lớn nha bà con, gốc đẹp quái ha. Tàn nó đã dày rồi nha bà con, nhưng mà lớn thì để quá trình thời gian nó sẽ lớn. Còn bây giờ là hiện giờ là nó tàn coi như là cũng tương đối đủ tàn. Gốc đẹp, rất là đẹp nha bà con. Để trên cái chậu này là nó sẽ cân đối với cái cây này luôn ha. Rồi cái này em sẽ giao lưu giá là 3 triệu. Là bao ship luôn ha. Rồi cái số 1 ha bà con ha. Rồi cái số 2 nha bà con, cái này là một cặp ha, hai cây này nè, chậu kích thước là cái chậu giống nhau, tán cây bộ đế cũng tương đối là giống nhau luôn ha. Cái này thì nó hơi làm như nó hơi thấp hơn, nó không có cái ngọn bằng cái kia, nhưng mà tàn tròn, đế cũng đẹp ha, giống nhau nha bà con. Cái này chiều cao của nó là 95, ngang là 80 ha. Cái thân này là 36, tổng nguyên cái này là 78, có nguyên bộ đế này là 78, còn đây là 36 ha bà con ha. Cái gốc này là 36, cây rất là lớn nha bà con. Cái này cũng đồng giá là 3 triệu luôn ha, một cặp nha bà con. Cái này đặc biệt có cái là nó rất là dễ bông nha bà con, dễ chăm sóc, dễ bông ha, lâu tàn, bông thì lâu tàn nhưng mà rất là dễ ra bông. Mình chỉ cắt tỉa là nó sẽ ra bông thôi. Rồi mình xuống cây luôn ha. Rồi tiếp theo là cây số 3 nha. Cũng là cây tím bướm luôn ha. Rồi cây này là chiều cao của nó là 1m1, ngang là 65, gốc của nó là 20. 20 là cái thân trên này nha bà con ha, còn cái bộ đế nó tới 50 lần nha bà con nha. Rồi cây này em giao lưu với giá là 1,1 triệu. Ủa cây này chiều 2, xin lỗi bà con ha, cây này là 1,2 triệu. Chiều 2 là bao ship luôn ha. Chúng là cái này mình đã thay chậu nó hơi lâu hơn cái kia, cho nên cái bộ lá nhìn nó dày và nó cứng hơn nha bà con ha. Bộ đế cũng đẹp nha, nhưng mà nó hơi nhỏ và nó không quái bằng cái cây lớn gì rồi. Cây nhỏ thì ở chậu nhỏ này cũng cân xứng nha, còn cái kia là ở chậu đó nhìn rất là đẹp nha bà con. Rồi cái này là cây số 3, giá 1,2 triệu, là bao gồm phí ship luôn ha. Cũng là tím bướm luôn nha. Đây là những cái này là rất là dễ bông nha bà con. Đây bông nở thì những cái tược này là sẽ bút bông, như là lúc nào cũng trên cây nó cũng có bông hết nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 4 ha. Dáng cây số 4 này đẹp nha bà con. Gốc nó đế cao. Tán dáng nó cũng hơi thông hơn nữa ha. Rồi cây này số 4. Cây số 4 này là chiều cao của nó là 1m15, ngang là 60, gốc của nó là 22. Cái thân của nó là 22 nha bà con, cái bộ đế của nó là 50 nha. Rồi cây này em vô lưu giá là 1,1 triệu. Đây, bà con cứ hình dung là lúc nào trên cây nó cũng có bông hết. Này những cái đọt này nó có bông hết phải không? Là tới những cái đợt này là đây nó sẽ ra bông, lú nụ, nó ra là lú nụ ra hết. Đó, này cũng vậy nha bà con ha. Cái nào cũng vậy hết à. Rất là dễ bông. Rồi cái số 4 này giá là 1,1 triệu, bao gồm phí ship luôn ha. Chung là tiền nào của nấy nha bà con. Cây lớn, gốc lớn thì giá nó cao, còn chung chung thì giá nó khác ha. Rồi mình xuống cây ha. Rồi bắt đầu tới lô cẩm thạch nha bà con.
Cẩm thạch thì em có là 26 cây, 7 cây nha bà con. Cẩm thạch này thì nó chưa gõ bông, nó mới có búp bông thôi. Cái đọt nào nó cũng hình như là nó cũng búp có bông hết trơn nha bà con. Cây này là tàn tròn, rất tàn rất là đẹp nha bà con. Tàn đủ tay đủ chi rồi ha. Gốc thì nó cũng hao này, cái này nó không quái bằng bằng lô được rồi. Lô rồi thì gốc rất là quái. Cái này nó sức dày. Rồi cái số 5, cái này là chiều cao của nó là 65, ngang 50, gốc này là 18 nha bà con. Cái này em vô lô giá là 900 ngàn. 900 ngàn là bao luôn phải ship, cái này để nguyên chậu cho bà con luôn nha. À, bộ gốc nó cũng rất là già nha bà con. Đặc biệt là cái bộ đế thoát thân, bộ đế đế nó rất là cao, gốc cao. Ha. Còn đây là đang ra nụ nha bà con, tại lá nó đã già hết rồi. Cái này là những cái này là nụ không nha. Cái này à, tầm nửa tháng nữa thì cây này nó bông rất là nhiều, hầu như là đọt nào nó cũng nụ hết anh ơi. Đang lên ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây số 6 nha. Nói chung là những cái này là đây, kiển là mình phải nhấc bỏ những cái từ phượt này nha bà con. Cái này nó cao quá mà cắt nó lại cho nó tròn đều giống như những cái tán còn lại thì cây nó rất đẹp. Cái này nó cũng đang ra nụ luôn nha bà con. À, rồi bắt đầu cây này là cây số 6 nha. Cao là 75, ngang là 55 nha. Rồi gốc của nó là 22, cây này cũng đồng giá là 900 ngàn luôn. Cái này là nó cũng đang ra bông nha bà con, đang nụ hết ha. Cái này là hoàn toàn là lá già tự nhiên là nó sẽ ra bông nha bà con. Tàn tròn cây rất là đẹp nha bà con. Cái này cái làm như cái bàn quay nó hơi bị sượng cho nên nó hơi lắc ha. Cái nào bà con không gõ thì bà con nói chụp hình lại. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 7 nha. Phôm tàn mấy cái này là rất là đủ tàn nha bà con. Tàn tròn rất là đẹp. Rồi cây này chiều cao của nó là 70, ngang 60, gốc này là 27, cây này cũng đồng giá là 900 ngàn. Cây này cũng nguyên cái bộ này là nó đang búp bông hết nha bà con. Cây này tầm 10 bữa nửa tháng nữa là bông nó rất là gộ nha. Rồi cây số 7 giá 900 ngàn ha. Rồi cây số 8, cây này là gốc quái nha bà con. Nguyên cái bộ này là đều búp bông hoàn toàn hết nha. Cây nào cũng vậy hết à. Chung một lô. Chung là lá nó đến độ nó già là nó sẽ ra bông nha bà con. Cây số 8 cao 65, ngang 50, gốc này là 22. Cái này cũng đồng giá luôn nha. Ủa lỗi, cây này giá 800 ngàn. Cây này là giá 800 ngàn nha bà con. Nhưng mà đặc biệt có cái là cây này cái gốc nó rất là đẹp. Tàn nó hơi nhỏ hơn thôi chứ gốc rất đẹp. Cây này giá 800 ngàn. Rồi cây số 8 giá 800 ngàn nha bà con. Bonsai cẩm thạch nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 9 nha. Cái này gốc nó cũng quái nha. Cây số 9 cái này là cao 70, ngang 50, gốc 21, cái này là 850 ngàn. Nói chung là lô này là tương đối là nó đã chuẩn hết nha bà con. Nó chuẩn về tàn, chuẩn về đế ha. Đế thì nó độ già nó có, tàn là nó dày đều nha. Nhưng mà em cũng nhắc lại ha, thì mình ship cây đi xa, em mình bán cả nước thì có những tỉnh nó xa, tỉnh gần nha bà con ha. Gần thì nó đi xa thì cây mình đỡ mất sức chút, còn đi xa thì đôi lúc nó sẽ rụng bông và nó rụng lá nha. Vậy mà chịu khó mình chăm sóc lại nha bà con. Cây này đặc biệt nó rất là dễ sống, em sẽ bao sống cho bà con luôn nha. Rồi cái số 9 của mình là 850 ngàn ha. Mình xuống cây nha. Dạ. Yeah. Rồi bao sống một tháng. Nói chung là nhưng mà về là bà con phải cũng có thiện chí chăm sóc nha. Chứ mình nếu mình về mình bỏ trong 10 ngày đã chết rồi. Còn nếu mình về mình cứ để y trong chậu, hoặc là chậu này bể mình thay chậu, thì mình chịu khó mình tưới nước hoặc thay chậu mình cố định cái gốc lại thì cây nó không bao giờ chết. Tại vì đây là mua phôi thì cũng nhổ lên hết trơn. Nhổ này lên hết, mình cắt bỏ những cái rễ thừa, rễ nào mình không cần thiết mình cũng cắt bỏ. Xong tầm khoảng 10 ngày mình mới trồng lại thì nó vẫn sống bình thường. Còn cái này mình để nguyên bầu, nguyên đồ mình ship đóng khung rất là kỹ cho nên là cái mức độ chết nó không có đâu. Rồi cái số 10 nha bà con ha. Cây số 10 cao là 70, ngang là 50 nha.
Gốc này là 21, cái này giá 800.000. Cái này bộ đế này rất là đẹp nha bà con. Cái này rất quái luôn á. Rồi, số 10 800.000. Cái này đang ra bông nha bà con. Rồi, xuống cây luôn ha. Rồi, tiếp theo là cái số 11 nha. Rồi, cái ngoài buông cái đó vô đi. Số 11 ha, là cây cẩm thạch luôn nha bà con, tàn tròn. Hết cái này bắt đầu mình tới giấy 5 màu ha. Cái ngũ sắc nha bà con, ngũ sắc tàn thâm. Tàn dù, cây số 11 cao 70 ngang 85, gốc này là 21, cây này có giá là 800.000. Cái này tàn tròn nha bà con. Đó, cũng này cũng là đang lên bông. Cái này đúng ra là em sẽ cắt bớt như cái này là tàn nó rất là tròn nha. Nhưng mà đây cắt hết những cái phần này. Những cái tàn dược này nè, mình phải cắt lại thì nó tròn, cây rất là đẹp nha. Rồi, cái số 11 800.000 nha. Rồi, cái số 12 nha bà con. Rồi, em giới thiệu cái lô này em về được hình như là 8 cây. Cây số 12, cây này chiều cao là 1,5 m ha, ngang là 1,1 m, gốc cây này là 20. Cây này giá 1,5 triệu 50 nha bà con. Cây này á là thoát thân cao. Tàn dù đúng là chia ngang vị trí này là nó rất là đẹp nha, nó dù nha. Nó tới này nó mới phân tàn ra, cho nên là cây nó rất là đẹp. Đặc biệt cái là cái thân nó hơi xù nha bà con. Thân cây này lô này là nó xù hết, nó xù xù lên hết trơn vậy nha. Cây này thường ta chơi tàn, ta không có chơi đế, cho nên là bộ đế nó không có đặc biệt lắm. Nhưng bộ tàn rất là đẹp nha bà con. 5 màu, 3 bà con đủ 5 màu nha. Rồi, cây số 12 giá 1.550.000 là bao gồm phí ship. Cây này thứ nhất là nó mắc, là lý do là nó một cốt tàn dù rất là đẹp, nó phân tàn rất là đều ha. Thứ hai nữa là do nó cao, cái phí nó dáng nó cao cho nên phí ship nó cũng cao. Rồi, cái số 22 nha bà con ha. Rồi, cái số 13. Cây này chiều cao của nó là 1,5 m luôn nha. 1,5 m là từ cái gốc lên nha bà con ha. Rồi, tán ngang là 1 m, gốc này là 18, cái này cũng đồng giá luôn là 1.550.000. Cái này á, là nó rất là mau nha bà con. Tại vì mỗi cái tược này khi mà nó ra hết đợt bông này là nó rất là lớn. Cây nào cũng xù giống nhau nha bà con. Đây, thân nó xù hết chứ không phải là thân láng nha. Cây số 13 giá 1.550.000 nha bà con ha. Rồi, cái số 14 nha, cái này là giống nhau. Tôi là tàn rất là dày và đặc nha bà con. Đây, nó phân tàn rất là đẹp. Tại vì từ đó nó thẳng tới đây là nó chi nó ra rất là đều nhau. Cho nên là tới đây nó bung tàn ra. Tàn nó đã dày rồi nha bà con. Tại vì do cái này là mình mới cắt ha, cái này nó hơi thiếu tàn, cái này đang ra nha. À. Rồi, cái số 14 này cao cũng 1,5 m luôn nha, ngang 90, gốc này là 22. Cái này cũng là 1.550.000. Nó đang gộ bông rất là đẹp nha bà con. Đây, mặt bông nó rất đẹp. Nói chung là những cây mình đã vô chậu sớm, trồng chậu thì cái thân nó sẽ không lớn bằng trồng thả ngoài đất nha bà con, nhưng mà được cái nó rất là già. Rồi, mình xuống cây luôn ha. Rồi, cây 15. À, nhìn cái tàn nó rất là đẹp nha bà con. Đây, nhưng mà cây nó đang rất là sung, nó vừa ra bông mà nó vừa ra tược non, nó rất là đẹp cây ha. Cây 15, cây này cao cũng 1,5 m luôn nha, ngang là 1 m luôn, gốc cây này 22, cũng đồng giá là 1.550.000, là bao gồm phí ship. Cây nào bà con nhìn cũng giống nhau nha. Cái tàn thì bao bà con nó sẽ dày và đều. À, tại vì cái này nó ra chưa đủ độ thôi, nó đang ra nha, có cái nó đang ra nên bà con nhìn thiếu. Tại vì ở đây là một nhánh này mình ghép tới 4 mắt ghép lại, cho nên là đừng sợ bên đây thiếu tàn.
Đây tới 4 mắt ghép là nó sẽ ra rất là mau và đều nha bà con. Nó phân chia rất là đều từ dưới gốc lên đây là nó tới đây nó mới chia ra ha, à, nó nhánh cho nên là tàn nó rất là đẹp. Đủ màu ha. À, đủ màu. Rồi, cái này là vẫn xù luôn nha bà con. Bộ đế nó đẹp nhưng mà ta cũng không có khai thác đế, tại vì này ta chia tàn. Rồi, cái này cũng đồng giá luôn ha. Năm màu luôn anh ơi. Rồi bắt đầu để em sẽ giới thiệu cái năm màu gồm có những màu gì nha bà con ha. Năm màu của nó là gồm có là màu cam, màu vàng, màu đỏ, màu hồng và màu trắng phớt hồng. Đây bắt đầu em giới thiệu nha. Đây là màu cam nha ha. Đây là màu đỏ nha. Đây đỏ, cam, hồng, vàng, trắng phớt hồng, đủ năm màu nha bà con. Đỏ đây, đỏ đây nhiều nè ha. À, màu thì bà con yên tâm nha. Rồi cây số 16, cây này cao cũng là 1,5 m, cái này tán cao, cái chiều cao nó cũng tương đối là gần bằng nhau hết nha. Ngang 1 m, gốc cái này là 21, cái này cũng đồng giá 1.550.000. Rồi cây số 16 ha. Cây số 17, cái này chiều cao là 1,5 m, ngang 1 m ha, gốc này là 28, cái này cũng là 1.550.000. Bộ tàn cái này rất là đẹp nha bà con, cây nào cũng vậy, lên tới đây nó mới phân chia ra ha. Thường là nó lên được 5 nhánh luôn, 5 nhánh là ghép 5 màu, có thể là một cành này ta ghép ba là hai ba bo lận nha bà con, cho nên là nếu mà nó có lỡ nó bị gãy một hai nhánh nó cũng không sao, tại vì cái này nó còn sống bình thường. Rồi ha, cái này chiều cao cũng 1,5 m nha bà con, ngang 1 m, gốc 28, cái này cũng đồng giá luôn 1.500.000. Gốc rất là lớn nha. Tại vì có cái loại này nó không có khai thác đế thôi, cái bộ đế cũng rất đẹp. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 18 nha. Cây 18. Cây này cũng đồng giá luôn là 1.550.000. Cây này là chiều cao là 1,6 m, ngang 95, gốc cây này là 17. Cây này gốc nó hơi nhỏ xíu nhưng mà nó cao hơn nha bà con, tàn dày như nhau. Đây đang gỗ bông rất là đẹp. À, nó rất là dày tàn luôn nha bà con. Màu cái này nhìn sơ là cũng đủ màu hết rồi nha, tại vì nó lên gỗ nhưng mà nhìn rất là dễ phân biệt ha. Rồi cái 18 ha. Nói chung là cây 19 này nó rất là đẹp. Cây này là bo thì nhìn đây là nó đủ hết nha, nhưng mà hiện bây giờ cái là nó giữa cái màu cam với màu vàng nó có cái nó chưa lên, nó chưa có nhìn, nó chưa có phân biệt rõ nha bà con ha. Cây 19, cây này là chiều cao 1,4 m, ngang là 1 m, gốc này là 26. Cây này giá cũng đồng giá luôn là 1.550.000. Cây này tàn rất là đẹp, tàn rộng tròn đẹp luôn nha bà con. Cái này là lùng lực nha, gốc lớn ha, lùng lực tàn dày đều. Chiều cao cái này chỉ mới 1,4 m thôi nha bà con ha. Nói chung là cái chiều cao mình đo thì mình cũng không có đo tới chóp luôn nha, tại mình đo tới cái tán đặc đặc thôi nha. Cũng hào hào đi thôi chứ thật ra nếu mà đo tới ấy luôn thì nó cao và nó lớn hơn nha. Rồi cái 19 giá cũng đồng giá luôn nha. Rồi cây 20 là cây tím tiết nha bà con. Tại cái này là mình mua lô, cho nên là lô thì có cây đẹp cây xấu. Cây này thì nhìn á, tại cái một cốt thiệt nhưng mà cái này tàn nó chưa có đều, nhìn không đẹp lắm nha. Thì mua lô thì có cây này cây kia. Cho nên là cây này thì cây số mã số 20, chiều cao tới 1,2 m, ngang 70, gốc cây này là 31 nha. Cây này em vô lô giá 1 triệu nha bà con.
Cái này gốc rất lớn nha. Gốc cái này nó tới là 31 rồi nha. Tím tiết nha bà con, một cốt cái này thì phải chăm sóc hơi lâu thì tàn nó mới lớn, nó mới cân đối với cái gốc và cái dáng nha bà con. Cái mới nhìn thì giờ nó không có đẹp lắm. Rồi cái này giá 1 triệu ha, bao gồm phí ship luôn ha. Đây, cái mặt bông ở trên này nó nhìn cũng rất là gỗ nha bà con, tại ở dưới mình thấy nó cái là nó chưa có xè ra cho nên nó chưa che hết kín được cái những cái phần dưới này, nhìn nó không có bắt mắt ha. Rồi cây tím tiết số 21, cao 90, ngang 90 luôn ha. Gốc này là 37 nha. Cái này có giá 1 triệu, Zalo là 1 triệu luôn nha, bao gồm phí ship luôn ha. Ủa cái này giá 950, cái này cây nhỏ, hai cây con cây kia thì 1 triệu. Rồi xin lỗi ha, cây này là 950, cây số 21 nha bà con. Mặt bông nó đang gỗ rất là đẹp nha bà con. Nói chung là cái này cái tàn nó đều, nó không có đưa cái phần thân ra giống như cái gòi, nhìn nó không có cái phất điểm. Còn kia thì nó chưa kín được cho nên nó chưa che được cái phần thân này. Tại thân nó hơi cao nữa, nhưng mà cây đó là một cốt, nếu mà để nuôi giờ thời gian dài thì cây đó nó rất là đẹp nha bà con. Một cốt tàn cao ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 22. Cây này là chiều cao của nó là 95. Ngang của nó là 85, gốc này là 28. Còn tổng hoành của bộ đế của nó là cái này là khoảng trên 50 luôn nha bà con. Ha, 60 mấy lần nha bà con. Tổng của cái cũ này nè. Đây là gốc đẹp ha bà con, đang gỗ bông. Cái tím tiết này nó rất là dễ bông nha bà con, nó lâu tàn nè, bông của nó không phải dễ rụng, cái đằng này mình phải ngắt. Đó, bông nếu mình thấy nó già nó cũ như vậy thì mình sẽ ngắt bỏ nha. Là nó sẽ ra bông khác. Rồi cây số 22, cây này là giá là 1 triệu nha bà con. Rồi mình xuống cây luôn ha. Rồi cây số 23, cây này là cây gốc Mỹ nha, gốc này cũng rất là quái và già ha. Cây này tím lửa nha bà con. Đây cây này hình như là nó có một mặt bông rồi nha. Em vừa cơi tàn nó đang ra tròn, bắt đầu đang chuẩn bị bông. Mình đang lúc này là mình hạn chế nước lại cho nên lá hay sao. Đây cái màu tím này nó vừa lên được một bông nha bà con ha. Cái này là cái bằng là tím lửa à, nó mới vừa lên. Tại vì cái này em đang bỏ nước nữa, đang bỏ nước mà tại vì có cái máy gà trời hơi mưa mới được, bữa nay nó hơi nắng nè, đang tứ ít giảm lượng nước lại chứ không phải là mình bỏ hẳn luôn nè. Tại vì mình giảm bớt lượng nước lại từ từ là cái đọt này, là những cái đọt này nó sẽ ra bông, nó sẽ ra bông hết luôn nha bà con. Cây này rất là đẹp ha. Cây này chiều cao 95, ngang là 1m1 nha, gốc này là 17, tổng bộ đế của nó là 50 nha bà con. Đây này nó rất là già rồi ha, quá già luôn nha bà con. Này là vị trí này là 50 ha. Rồi cái này em sẽ vô lưu giá là 1,3 triệu. Đây cái này cái tàn nó rất là đều nha. Cái này nó khi mà nó những cái đọt này là nó đọt sẽ ra bông, em đang giảm dần cái lượng nước lại, khi mà nó già hết nó sẽ ra bông nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cái 24 ha. Cái này là chiều cao 1m, ngang 1m1 luôn nha. Gốc cây này là 19, 19 là cái thân thôi, còn cái củ đế này là 50. Cái này cũng đồng giá là 1,3 triệu luôn nha. Nói chung là giấy á, khi mà lá nó ra cái này là cái lượng nước bắt đầu mình giảm dần dần lại nha bà con ha. Mình giảm dần cái lượng nước lại thì cái này nó sẽ già, là đầu nó ra bông lại nha bà con. Còn mình tưới, nếu mà tưới nước nhiều quá thì nó hơi chậm ra bông thôi, chứ nó không gộ thôi, nhưng mà nó vẫn ra. Rồi cái số 24 nha, giá là 1,3 triệu luôn nha. Rồi cái hồng gân nha bà con.
Thì mấy cái này là mình phải cắt tàn nó mới đẹp nha. Tại vì nó những cái tàn nó đang ra bông, mình để cho bà con dễ hình dung thôi. Chứ đúng ra là cái này mình phải cắt, cắt sát chỗ này luôn. Tại này nó đang ra bông, em muốn để cho bà con mình xem cái mặt bông thôi ha. Đây là hồng gân nha. Cái số 25, cái này chiều cao 1m, ngang 1m1. Gốc cái này là 15 nha bà con. Rồi cái này em vô luôn giá là 750.000. Hoặc là để đó những ai lấy bo gì ghép á, thì mình lấy cái này mình ghép được nha. Đây mặt bông hồng gân nha bà con, cái này nó mới thì nó màu trắng nha. Đây cái này ví dụ là nó mới là nó màu trắng, nhưng mà khi mà nó ấy lên rồi nó ra màu hồng có gân ha. Đây về nè, bông này rất là đẹp nè. Nói chung là những cái đọt này nó đang ra bông hết, cho nên là em chưa có tỉa thôi, để cho bà con mình dễ hình dung cái mặt bông thôi ha. Đúng ra mình cắt tròn lại một cái, lần sau nó ra đều là anh đẹp, rất là đẹp ha. Rồi cái số 25 750.000 nha bà con. Rồi cái 26. Cái 26 nha. Cái đại phúc nha. Cái này bữa nay nó rất là gỗ bông rồi nha bà con. Tại vì vừa rồi em cũng có quay, nhưng mà vừa rồi là cắt nó hơi sơ chút xíu, là nó chưa có ra bông gỗ, nhìn nó không đẹp. Cái này bữa nay nó sẽ đẹp rồi ha. Rồi cái này chiều cao là 1m1, ngang 1m1 luôn ha, gốc 17 nha. Cái này có giá là cũng là 750.000 luôn. Tàn cái này rất là đẹp nha bà con. Cái này nó hai màu ha. Đây những cái dấu cắt nè, mình cứ thấy cái nào đó, mình cứ cắt đi, nó sẽ ra khác không sao nha bà con ha. Rồi lên cây luôn ha. Rồi em còn lại là 4 cây giấy nữa nha bà con ha. 4 cây giấy này là tàn tròn nha bà con. Rồi cái 27, cái này chiều cao là 1m3, ngang 1m1, gốc này là 23. Cây này có giá là 950.000. Thật ra những cây này á, là bà con khi mà về tới mình đó là bông có thể nó có hơi cũ nha. Là mình cứ mạnh dạn mình bấm những cái tàn này ha, bấm vô cắt đều là hết những cái tàn phượt này nè bà con. Là thay cái chậu là cây nó rất là đẹp nha. Tại hiện tại bây giờ là cây này nó lớn, gốc cũng lớn luôn, nhưng mà có nó để trong cái chậu này nhìn nó không có đẹp lắm thôi. Vậy mình sẽ thay cái chậu khác nha bà con ha. Thay là nhìn rất là đẹp, tại vì cái lô vừa rồi á là em bán là khách hàng kêu em là cắt tỉa giùm hết, nhìn nó rất là cây rất là lớn nha bà con và đẹp nha. Rồi cái số 27, 950.000. Cây này gốc rất là lớn nha bà con ha. Bà con cứ mạnh dạn về bấm ngang cỡ này hết nha. Đó, tại vì cái tàn bông sẽ tàn thôi, nhưng mà về mình chăm lại cho giá trị cái cây sau này thôi. Đó, bấm hết những cái tàn phượt này nha bà con. Bấm hết cái này lên là nó ra cây rất là tròn và rất là lực nha. Tại vì cái này nó đang ra bông, mình để cho bà con mình dễ hình dung cái mặt bông thôi ha. Cái 28, cái này là chiều cao 1m2, ngang 1m1, gốc 19 nha bà con. Cây này có giá là 1 triệu. 19 là em chỉ đo cái thân thôi nha, còn cái cũ này nó khoảng 30 mấy 40 nha bà con. Tại vì cái chậu này thì nó không cân đối với cái cây, tại cái chậu này thì nó hơi nhỏ nha. Rễ lớn, cây gốc rất lớn là đẹp nha bà con ha. Về là mình chỉ bấm bớt những cái này, cái mình vô chậu khác, chậu lớn hơn xíu nên là cây nó rất là có giá trị nha bà con, và rất là đẹp. Rồi xuống cây luôn ha. Cây này á, là nó đang lên bông nha bà con. Cây này là cây 29. Là chiều cao của nó là 1m35. Tán ngang của nó là 1m. Gốc cây này là 21. Đó, cây này là em cũng vừa cuôn tàn nó vừa ra nha. Đó, khi mình cắt tàn là nó ra dày gì nghe bà con, dày và đều nha. Đây những cái mặt bông này sẽ đang ra bông nha. Cái này là bao bà con cũng đủ 5 màu luôn nha. Cây 29 là giá 1 triệu mốt ha. Màu vàng nha bà con ha, màu hồng ha, màu đỏ ha, màu trắng ha, màu cam bên đây nó vừa qua. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cái này là cây cua líp của em nha bà con. Nói chung là những cái cây này nếu mà em, đợt này em không chốt được thì em cũng sẽ thay chậu nó và em cắt tỉa tàn, thì đợt sau cây nó rất là đẹp nha bà con. Gốc rất là khủng luôn.
tàn rất lớn. Cây 30 là cây của clip của em ha, cao 1m2, ngang 1m1, gốc này là 23, cây là 1.050.000 nha bà con. Giá cây này rất là mềm, 1.050.000 đây. Bà con nhìn cái tàn nó rất là lớn. Nếu mà đo là tổng cái tàn này luôn là nó trên 1m5 luôn nha bà con. Nhưng mà cái này nó gì mình cứ bấm bớt những cái tàn phượt này ha, là cây nó sẽ rất là đẹp nha bà con. Đặc biệt cái gốc cái này rất là lớn ha. Cái này nè, cái này là một tay của em, là nó chỉ phần nửa cái bộ đế thôi, nó rất là lớn nha bà con. Cho nên mình đo cái là đo là ở vị trí như này ha, đo vị trí nhỏ thôi là nó là 23, còn cái này nó rất là lớn. Rồi cây 30 là cây cua clip của em luôn nha bà con ha. À, cây cua clip, cây ngũ sắc, cây này cũng rất là lớn và đẹp ha. Rồi em đọc lại số điện thoại của mình nha. Số thoại của em là 0907214139, đó cũng là số Zalo luôn nha bà con ha. Rồi em cũng rất là cảm ơn bà con đã tin tưởng và ủng hộ em trong các clip vừa qua ha. Và em kính chào bà con.